Kẹo sô-cô-la của Mr. Beast đã có mặt tại Việt Nam. Nhìn hấp dẫn dữ ta. Cái gì? 300.000 cho một cây kẹo á? What the hell, sô-cô-la gì mà 300.000 một cái như vậy? Ok bạn ơi, muốn ăn kẹo thì bọn mình sẽ làm gì đây? Ok 500 anh em, thì hồi nãy anh em cũng có thấy là tôi mới vừa lên trên mạng và tìm hiểu thử về kẹo của Mr. Beast đó, thì tôi thấy kẹo sô-cô-la nhìn ngon quá, hấp dẫn quá anh em ạ. Nhưng mà đến tận 300.000 cho một cây kẹo vậy lận. Bây giờ tôi mới vừa nghĩ ra cái ý này khá là hay nè. Sam ơi, hình như là Sammy cũng thích ăn kẹo của Mr. Beast lắm đúng không? Sô-cô-la hả? Đúng. Trời rồi, tôi bị thích ăn đó nha. Tôi thấy là Sammy rất là thích sô-cô-la. Nhưng mà, ủa bà đã ăn bao giờ rồi bà biết không? Ủa thì sô-cô-la ai cho ăn? Trời ơi, trời ơi, sô-cô-la bình thường với sô-cô-la của Mr. Beast nó phải khác nhau, hiểu không? Một tí nữa tôi mua về cho bà ăn thử, ok không? Trời ơi, bữa nay giàu có hoa, mua sô-cô-la của Mr. Beast luôn, có tiền không vậy? Không, thật ra là tiền á thì Sammy giữ hết của tôi thì còn đâu. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chơi game để tìm ra người thua cuộc phải mua kẹo bao cho người kia ăn. Ôi trời, vậy là người thắng sẽ được vừa ăn vừa thắng và vừa được ăn kẹo sô-cô-la của Mr. Beast. Đúng rồi, mình thắng là mình sẽ được ăn kẹo sô-cô-la của Mr. Beast miễn phí nè. Chơi không, chơi không? Trời, tức là chơi rồi, được ăn kẹo là xịn rồi, tôi thích ăn kẹo. Rồi ok rồi, thôi được rồi, nói ngắn gọn vậy thôi bạn à. Vì sắp tới sẽ có một video review kẹo của Mr. Beast nha. Còn bây giờ thì để xem ai phải là người bỏ tiền ra để mua kẹo đây. Let's go. Rồi ok, bây giờ là đến phần chọn nhân vật nè. Thì tôi tất nhiên là tôi ngoài mấy con vật này ra. Ui, con chó này nhìn ngầu quá vậy. Wow, con chó là bằng vàng hả? Trời ơi, xịn. À, tôi á thì cái trong game này á, ngoài con cá sấu này nè, đó con cá sấu đeo mắt kính nè, với lại con heo đeo mắt kính, thì chỉ có hai con này á là tôi thấy là tôi thích nhất thôi. Đó. À, nhưng mà thôi, bởi vì hôm nay chơi chung với Sam cho nên tôi chọn skin dễ thương xíu. Đó, mắt kiến đúng không? Heo. Tôi cũng có mắt kiến mà, tôi cũng ngầu mà. Wow, hình như cái này là map mới anh em ơi. Cái này là map mới nè. Sao? Tôi chưa kịp coi sao ơi, tôi đang coi map mới mà. Đâu, ai biết đâu. Đang coi đi. Từ từ. Yeah. Thôi rồi rồi rồi. Rồi coi như là mình chấp Sam một trận trước nha bạn. Thì giờ tôi nói nè, giờ bây giờ tôi mới nói nè. Mặc dù là Sam là con gái nhưng mà Phong không nhường đâu nha. Có chơi có chịu nha. Ok, lụm chế bom nè. À không, nếu mà nói không nhường thì không đúng, hồi nãy tôi mới nhường cho Sam một trận nha bạn. Đó nè, nói chung là tôi có nhường cho Sam một trận trước rồi nha. Ông nào bảo tôi bắt nạt Sam nha. Ok. Đây ơi. Chạy hả? Ủa sao tôi em được vậy? Chạy hả? Rồi quýnh được rồi. Đâu, nó về đâu? Trời ơi sao nó về được? Đừng về. Này thì đứng dậy rồi, trôi đi luôn đi. Ủa đâu rồi? Trôi đi chưa? Yeah, trôi đi rồi. Sammy bình thường Sammy chơi game này dở lắm mà Sammy lại đòi solo game này là Sam sai rồi. Ui, Sam có bom. Ui nó nổ đâu ơi. Trời, ngồi dậy coi. Mày quá, ngồi dậy kịp. Ủa, con nữa. Cái gì mà Sam nhiều bom vậy? À đây có bom đây. Bà chọi tôi được, tôi cũng chọi bà được. Sao nó nổ sau lưng tôi vậy? Ủa cái này chọi sao? À. Đứng dậy coi. Ô mày quá, mình đứng dậy kịp rồi. Ủa? Mình đứng dậy kịp. Yeah. Mình hơn sao một điểm rồi nha. Để bơm. Ôi khoan thôi. Cái gì đây? Sức mạnh phi phai. Ăn vô. Nhom. Đánh nè. Đi đây. Bỏ ra. Cú đấm sấm sét. Súng không? Súng nè, này thì súng nè. Đấm văng lên trời luôn. Đi ra đây. Rồi, trôi đi. Ê! Bỏ cái đầu tôi ra. Sao đi được kìa? Sao rồi? Sao bị gì vậy sao? Ủa sao đi được kìa? Nhảy lên đây là được. Không nhảy được. Ôi, liêu vậy mà cũng không nhảy được. Trời sao mày chơi? Yeah, win. Rồi hiểu rồi. Thôi nói chung á là tôi che xong lại luôn. Tôi chịu, cho bạn không cho lại hình nữa. Nói chung á là trận vừa rồi á bạn chỉ là trận nháp thôi nha anh em, để cho anh em thấy được rằng là sức mạnh của Phong Cận mạnh tới nào. Mà Sammy dám thách thức Phong Cận. Tôi sợ ông quá cơ. Rồi ok, bây giờ là Phong cho Sam làm lại cuộc đời thêm lần nữa nè. Đó. Rồi.
Ok. Sức mạnh Free Fire. Ê, sao có nguyên cái sản luôn á? Một. Cái sản sao? Tôi lấy cái chảo nè, tôi lấy cái chảo. Rồi, rớt cái chảo của tôi rồi. Trời ơi. Được rồi. Cú đấm xâm xét. Trời ơi, xỉu rồi. Xỉu rồi sao? Chịu ơi. Xỉu nè. Khỏi cho dậy luôn. Khỏi cho dậy. Nằm im luôn. Nằm xuống. Ai cho đứng dậy hả? Ai cho đứng dậy? Ê, rồi đâu rồi? Tôi nó nặng quá luôn. Yeah. Đúng vậy. Nó luôn á. Phong quá mạnh. À bơm. Ai à? Cho bơm cảm tử luôn. Cái bơm đó tôi không biết chọi sao luôn, tôi cầm trên tay hoài tôi không biết chọi sao luôn á. Yeah. Đây rồi. Sammy làm gì Sam? Bắn tôi hả? À? Còn lâu bắn chúng tôi được. Sao bắn đi. Ấy da. Từ từ Sam ơi. Chạy. Mà sao mà có súng mình không chơi với bả được bạn ơi. Đây là cái búa này ơi. Đây ơi. Chưa kịp đánh cái nào. Cái búa. Từ từ lụm cái búa đã. Rồi lụm được ơi. Lụm được cái búa rồi. Lụm được. Sao đánh Sam gian xa chứ gì. Con tôi nó không có đánh được. Ủa sao rồi. Không có đánh. Xỉu luôn. Một phát xỉu. Nó không có nhúng nhích được. Rồi giờ nè Phong nói Sam nghe nè. Từ nãy giờ mình mới quay mình chưa có gọi là ui, mới cầm cái gì bự vậy. À cái kẹo hả. Kẹo nè. Súng giật điện. Súng giật điện. Cứu tôi với. Không chết heo rồi. Chết heo rồi. À, cái sản. Sam à, Phong thắng Sam 2 vương miện rồi. Bây giờ Phong nói Sam nghe nè, Sam nhường cho Phong cái vương miện cuối cùng đi. Coi như Phong thắng một. Măng kiến luôn. Con heo nằm gì kỳ vậy? Từ từ, bình tĩnh Sam ơi. Chạy. Sam sao từ từ, để Phong nói đã. Bây giờ nè, Sam nhường cho Phong thắng trận này đi. Phong sẽ nhẹ nhàng với Sam ở trận sau hơn. Hiểu không? Chết luôn rồi. Cây tê. Ok, được. Sammy được. Nói nhẹ nhàng không chịu. Đấm vô cái nè. Nhẹ nhàng không chịu. Ghê chưa? Mạnh chưa? Mấy bạn thấy tôi mạnh chưa? Trời ơi. Hơi bị ngầu. Yeah. Hơi bị ngầu. Trời ơi. Ông chơi đánh nhau giỏi cho đua xe tôi. Tránh ra chỗ khác để tôi chụp hình. Đẹp trai. Có hình nha. Coi như là Sammy là thua tôi một trận ấy nha Sam nha. Còn hai trận còn lại cố gắng sao nha. Làm sao làm. Khó nào, chơi cái gì mà không mạnh chứ chơi tôi không biết quăng nữa mà. À dạ, cái này là chơi đánh nhau trên cây cầu á, này hơi khó nha. Yeah. Bên lại. Bắn cái gì? Bắn nè. Đi ra đây với tôi. Dậy không? Đấm vô cái mặt. Dậy không? Dậy nè. Này thì dậy. Không được dậy hết chứ. Bỏ tay ra. Buông tay nhau ra. Buông ra. Tôi đâu phải Sơn Tùng MTV đâu mà nắm tay tôi. Ai đem nắm? Buông đôi tay nhau ra. Ây da. Cái nút ném là cái nút đánh luôn á. Buông đôi tay nhau ra. Không ném được. Tôi chỉ cầm một thôi. Buông đôi tay nhau ra. Ủa sao chưa té nữa? Sammy sống dài rồi chứ. Sống dài. Sống... Cái gì vậy trời? Sao mà tôi tự đánh xong tôi tự té luôn vậy mấy ba? Trời ơi. Gà quá. Ok, bà kêu ai gà. Xuống điện. Súng. Tự đánh tự lăn dưới luôn. Đi xuống. Đấm xuống. Đi xuống đây. Đấm xuống. Trời lên được luôn kìa. Đi xuống. Trời ơi, một xíu nó hơi bắt được bả là được rồi. Bà làm gì? Hả? Bà làm gì? Bà làm.
ơi, cầu sập ơi, cầu sập ơi, cầu sập ơi. Yeah, yeah, cầu sập ơi. Yeah. Bà yeah cái gì? Rồi từ từ cũng tới lượt bà thôi. Tôi đang bám như Spider-Man ở đây rồi, tôi không thua được. Đó, hiểu không? Sao mở này ra vậy? Tôi bám như Spider-Man nè, đó, tôi sao thua được các bạn? Bà bắn tôi. Sam ơi, Sam tha cho Phong lần này. Sam ơi, Sam về thương thấy. Để tôi đang bắn cái này không thấy không? Tôi bắn cái. Thử tha cho Phong lần này sao? Tôi bắn cái cầu cho gãy. Bà bắn cái cầu cho nó gãy, bà khôn tuyệt sự các bạn ạ. À. Trời khôn ơi. Chứ, phải khôn chứ. Ủa sao cái cầu nghiêng vậy? Ê, sao cái cầu nghiêng? Cái cầu đang gãy đó. Sao cái cầu nó gãy đúng lúc như vậy? À, dạ không sao, tôi lăn ba bi bộ tôi lên được. Tôi chọi bà xuống đó luôn á. Sao sao mà thắng được? Tôi phải thắng cái mạng này. Thắng nào? Căng nè. Căng. Sức mạnh của con heo. Bà lôi quả bơm đi đâu? Bà lôi quả bơm đi. Đưa quả bơm đây. Bà đưa quả bơm đi. Bà ôm mình bà đi, bà ôm mình bà đi. Ui may quá, bà chọi xuống dưới đất. Bà không chọi vào người mình. Đây. Không. Cái lồng. Yeah, tôi đã thắng rồi, Bùm bê răng. Cà lấy không? Cà lấy nè, bùm bê răng bay ngược lại. Em sao quăng không? Ôi, tôi thua trước rồi. No. Ơi có bình thuốc tàng hình kìa. Trời ơi, nãy mà lấy được bình thuốc tàng hình là ngon rồi. Thì chưa. Tôi chụp hình. Đi lại chụp hình của tôi. Yeah. Thật quá. Yeah, vô mình một điều. Yeah. Tưởng thắng rồi mà vẫn một điều. Thiệt không hiểu sao luôn á. Ok các bạn ạ. Bây giờ đã là trận cuối cùng giữa tôi và Sammy rồi. Để coi tôi với Sam ai sẽ là người giành được chiến thắng. Lần này á thì tôi không biết tôi có nên chọn con heo đúng không ta, hay là mình chọn con heo nhưng mà cho nó mặc cái bộ skin nhìn cho dễ thương ta. Nè ví dụ như bộ skin này. À. Ông nghĩ con này có mập hay là con này? Sao con cá mập kia sống núi à? Con cá mập kia sống núi à? Sống núi mắt lòi. Còn con này là bắn kiến ngầu ngầu đó. Thôi tôi cho con bắn kiến ngầu ngầu. Tôi thích con này. Ông nghĩ con năm nay năm nay là năm con rồng cho nên là Phong sẽ chơi con rồng nha bạn. Phong sẽ chọn con rồng. Ok. Vô. Con rồng phát lộc phát tài ha. Rồng đấu với cá mập nè. Wow. Rồi trận cuối. Chưa gì có cái sạn là thấy vui rồi. Cầm cái sạn chạy. Cầm cái sạn chạy. Tôi sẽ dùng cái sạn này. Đây rồi, cái sạn đây rồi. Cái này chơi sao vậy? Đây nè, chơi như thế này nè, Sam ơi. Lên đây nè. Ui. Bỏ tôi ra. Ui, chết rồi, tôi cầm cái chảo, tôi không có vứt cái chảo được. Được, tôi bứt cái chảo được, rồi. Lên con, lên. Yes. Tôi đi. Tôi đóng băng, cục băng rồi. Nhưng mà Phong thì lên được. Ui, sao cái kính tôi rồi? Nè, này thì đánh cho bà rớt cái kính luôn. Ông bà đâu? Ông chờ tôi xíu, được không? Hả, chờ gì? Nhìn khuôn mặt của tôi, ông thấy khuôn mặt tôi hiền không? Sao mặt bà hiền quá, sao mà nhìn mặt bà dễ thương quá vậy? Dễ thương không? Dễ thương á. Cái gì mà đây, tôi đi kiếm vũ khí, bà đợi đó. Ui, băng nứt. Ui. Yeah. Lên, Phong ơi. Làm gì? Ui, làm gì yếu xìu, mày đặt rồi đặt làm như đánh được người ta vậy đâu. Mày đặt. Trời ơi. Đây, cây súng. À, không, cây búa cũng được, cây búa cũng được. Cây búa cũng được. Đây. Trời ơi. Cái gì vậy? Tại sao Sammy có thể sử dụng chiêu thức đó? Ủa xuống nước rồi. Ê nó kìa. Ấy à. Đắm xuống nước. Ê là sao lên vậy Phong? Mà bám vô tường xong mà cứ vừa giữ nút bám mà vừa giữ nút nhảy là lên được à. Vừa giữ nút bám vừa giữ nút nhảy rồi tiến nút tiến tới nữa. Cái mập mà bị chích đuôi.
tôi cứu bà nha. Tức quá. Tôi đang ngồi nhìn bà nè. Kìa, ở đây quay lại cái gì? Ê, hồi chụp tôi tự làm không à? Mà tự té. Côn. Của tôi. Trời ơi. Tránh ra chỗ khác. Tránh ra chỗ. Rồi rớt xuống nước. Trời tránh xuống nước. Quýnh bà dưới nước mà tôi hơn hai mạng thì tôi không sợ. Quýnh dưới nước luôn. Tôi xỉu rồi. Quýnh nhau dưới nước luôn. Rồi xong tôi đi rồi, tôi đi rồi. Tôi cũng, ơi tôi cũng bị đóng băng rồi. Nhưng mà ai đi trước, Ai Shiba. Quá đẹp trai. Yeah. Chọn skin con rồng nó vàng dữ hả. Năm nay là năm của anh. Tránh ra chỗ khác cho anh chụp hình. Nhanh ra. Ủa lộn. Giờ một cái bài ca. Ráng lụm cái hùm cầu làm gì, còn ráng lụm cái đũa hùm cầu làm gì, tên quýnh tôi đúng không? Không, tôi là nhân hút hùm cầu. Rồi, ok anh em ơi, vậy là coi như ngày hôm nay tôi đã cùng với Sammy, bọn tôi đã chiến đấu một cái trận đấu vô cùng mãnh liệt, vô cùng thảm khốc, vô cùng gọi là ác chiến đúng không? Đó, thì nói chung là mọi người cũng thấy đó, kết quả thì giờ vẫn là Phong thắng thôi. Mặc dù là Sammy rủ Phong tham gia rất là nhiều game rồi, solo rất là nhiều game rồi, nhưng mà lần nào Sam cũng thua mà Sam gọi là rủ hoài Sam. Hả Sam? Trời ơi trời, tôi nói thật luôn á là thế nào tôi cũng sẽ trả thù ông, đừng có hồng ngạo mạn đúng không? Rồi thôi, Phong nói đùa vậy thôi chứ chơi game chúng với Sam vui mà đúng không bạn? Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã giành chiến thắng rồi và người sẽ bỏ số tiền ra để chuẩn bị mua đồ ăn về để quay video review kẹo Mr. Beast cho bạn thì đó chính là Sammy nha bạn nha. Rồi ok. Cảm ơn Sam rất nhiều. Mua kẹo của Mr. Beast cái hết tiền luôn các bạn. Chưa kịp mua món khác. Nói vậy thôi chứ tiền đó trong đó cũng có tiền của tôi đó bạn, tiền lương của tôi chẳng qua xong mới giữ hết tiền. Hả? Gì đâu, gì đâu. Ở gì đâu thôi, kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Hello team.